sự mà có mặt của bác sĩ hôm nay với tất cả quý vị trong những ngày qua rất là hữu ích, có những cái lợi ích lớn cho bản thân của mình và gia đình mình và trong cộng đồng xã hội nói chung. Tự chữa bệnh cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng. Thì hôm nay là cái ngày cuối để chấm dứt cái chương trình. Thì có một điều là làm sao để cho cái tổ chức này tiếp tục hoạt động á, thì trước hết là xin phép thầy cho phép để thành lập được cái nhóm thiện nguyện để giúp cho bà con lối sớm bằng cách hướng dẫn cái phương pháp điều trị không dùng thuốc. Và chính là những anh chị em có mặt hôm nay là những người nòng cốt để mà giúp cho Phật tử chùa Linh Sơn bây giờ cũng như sau này. Một lần nữa là xin cảm ơn thầy đã tạo một cái điều kiện để mà cho cái bộ phận này thực hiện được làm việc tốt đẹp trong năm ngày vừa qua. Đây là muốn gửi tặng thầy một món quà nho nhỏ, đây gồm một quyển sách, hai cục đá gọi là cặp đá diệu kỳ để tặng thầy, rồi một cái bộ đồ nghề. Rất là mong thầy quan hỷ và tạo điều kiện bây giờ đi sắp tới để cho phát triển cái phương pháp tự chữa bệnh cho bà con cộng đồng ở tại chùa Linh Sơn. Đây. Để thưa bác sĩ Châu và cùng tất cả quý đồng hương Phật tử chùa Linh Sơn, thì trong suốt những ngày qua thời tiết thì vẫn còn mưa và lạnh nhiều, thành ra mình cũng có được một số người cũng đến tham dự, nhưng mà cũng có một sự trở ngại thời tiết nhỏ. Hôm nay thì trời rất là đẹp, chùa Linh Sơn thầy cũng rất là vui có những cái sinh hoạt để mà giúp ích cho bà con Nam cũng như là người mà có bệnh. Thì ở trong cuộc đời này không phải mới ngày hôm nay người ta mới bệnh đâu, mà năm 10.000 năm khi có loài người cho tới bây giờ là khi có người là đã có bệnh rồi. Cho nên cái bệnh nó từ không biết từ cái từ là không biết từ hồi nào, từ khi có loài người là đã có bệnh rồi. Nhưng mà có những cái bệnh thì mình phải dùng thuốc men, nhưng mà có những cái bệnh mình cũng đừng có lạm dụng thuốc men. Nhiều người hãy hở một tí là uống thuốc, hở một chút là uống thuốc. Nếu là như vậy thuốc nó cũng sẽ bị cái cơ thể của mình nó sẽ một ngày nào đó nó cũng mất tác dụng rồi, nó không hấp thụ được. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Chính với bản thân tôi đây ha, mà tôi ở đây là mấy chục năm mà ít có khi nào đi bác sĩ, kể cả cúm ho bệnh gì cũng vậy, mình tự hít thở rồi mình tự điều trị những cái phương pháp rất là đơn giản rồi nó cũng hết. Thành ra có bác sĩ ở đây nữa thì càng hay hơn nữa. Tôi thì không có rành, nhưng mà tôi cũng tự biết là mình thiếu cái gì, mình cần cái gì, mình cần phải dưỡng sức khỏe thêm về cái mặt nào đó. Thì bác sĩ ở đây là những cái phương pháp hướng dẫn cho mình để mình tự chữa trị bệnh cho chính mình, và đồng thời mình giỏi mà mình có kinh nghiệm nhiều hơn, có cái tay phục dược hơn nữa, có năng khiếu hơn
thì mình lại giúp được cho nhiều người khác nữa thì rất là hay. Thành ra cái sự mà có mặt của bác sĩ hôm nay với tất cả quý vị trong những ngày qua rất là hữu ích, có những cái lợi ích lớn cho bản thân của mình và gia đình mình và trong cộng đồng xã hội nói chung. Các Phật tử đến đây, thầy rất là vui và đón mừng tất cả. Và trong thời gian qua có những cái sự khiếm khuyết nào chùa đây cũng đơn phương đơn chiếc, cũng không có phục vụ, cũng không lo được đầy đủ lắm. Thầy thì cũng bận nhiều việc quá, trong mấy ngày này nó cũng hối hả đó, thành ra cũng không có chu toàn được mọi thứ. Thành ra nếu có cái sơ sót nào đó thì cũng vui giúp đỡ cho chùa. Để và trong sắp tới thì không phải là khi bác sĩ Châu này rời khỏi nơi này, rời khỏi Úc rồi mọi người cũng đi theo bác sĩ đi luôn, không phải như vậy, mà chúng ta phải có một cái gì đó để mà lưu giữ lại và tiếp tục có một cái nhóm, một cái ban nào đó cũng sẽ học tập rồi mình sẽ tiếp tục để duy trì và làm cho cái sự ích lợi này nó được truyền đạt rộng lớn. Và tương lai năm tới có dịp thì cũng mời bác sĩ với các vị ở các nơi bên Pháp, bên Việt gì đó động hương ở các quốc gia khác về đây. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.